Năm nay Bi mấy tuổi? Dạ 4 tuổi. Năm nay Bi học trường nào? Trường Sen Ngữ A Thông. Ở đâu? Ngay chỗ xe buýt. Qua mấy cái thứ bao cũng chi rồi. Cái bao muốn mua liền quá. Mai mua thôi. Kéo hả? Ôi con phải đi để chạy lên rồi lo. Thấy cự á. Mà nó cũng ấy nữa ha. Hả?